báo Indonesia, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia rất khó lường. Từ Indosport tỏ ra ấn tượng với chiến thắng của tuyển Việt Nam và háo hức chờ đợi màn so tài giữa đoàn quân áo đỏ với Malaysia sau đây ít ngày. Trước một đội tuyển Lào bị đánh giá thấp hơn nhiều, đội tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua diễn ra trước đó ở vòng loại World Cup 2022. Từ Indosport tỏ ra ấn tượng với kết quả kể trên của tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trọn vẹn và dễ dàng trong trận khai màn AFF Cup 2020. Họ hoàn thành nhiệm vụ với 2 bàn thắng của Công Phượng và Văn Đức, bên cạnh đó là giữ sạch lưới để đánh bại Lào với tỷ số 2-0. Với thắng lợi này, tuyển Việt Nam đã gửi đi tín hiệu nguy hiểm đến Malaysia ở trận đấu tiếp theo. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng đối đầu những chú hổ Malay. Giúp Việt Nam, Malaysia cũng có được 3 điểm trong ngày ra quân. Họ khuất phục Campuchia với tỷ số 3-1. Với tình hình hiện tại, cuộc đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 12 tháng 12 tới sẽ diễn ra vô cùng khó lường. Trong khi đó, tờ Bola tỏ ra lo lắng cho đội nhà ở những vòng đấu sắp tới. Tờ báo Indonesia viết, Malaysia và Việt Nam đều thắng trận với cách biệt không lớn trong ngày ra quân dù chỉ đối đầu các đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều. Điều này khiến Indonesia sẽ thêm phần vất vả trong cuộc đối đầu với Lào và Campuchia sắp tới. 3 điểm trước, Lào giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa tâm lý khi cách mạch 7 trận toàn thua tại vòng loại World Cup 2022. Kể từ trận thua 2-3 trước UAE ở lượt đấu cuối của vòng loại thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã để thua thêm 6 trận đấu trước các đội bóng hàng đầu châu lục có đẳng cấp vượt trội tại vòng loại thứ ba. Không những vậy, chiến thắng trước Lào cũng mang đến thành tích vô cùng ấn tượng dành riêng cho cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cắn cột mốc 31 trận bất bại liên tiếp trước các đối thủ Đông Nam Á khi dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Park đá có chuỗi 30 trận bất bại trên hành trình giúp bóng đá Việt Nam trở thành nhà vua của khu vực. Điều này cho thấy cái duyên của nhà cầm quân 64 tuổi với giải đất hình chữ S. Huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại cho thấy sự vô đối của mình tại Đông Nam Á. Sau đây 5 ngày, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp đương kim Á quân Malaysia vào ngày 12 tháng 12. Cũng có được 3 điểm giống đội tuyển Việt Nam nhưng hổ Malay đang dẫn đầu bảng B nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn 3 bàn so với 2 bàn. Và háo hức chờ đợi màn so tài giữa đoàn quân áo đỏ với Malaysia sau đây ít ngày. Trước một đội tuyển Lào bị đánh giá thấp hơn nhiều, đội tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua diễn ra trước đó ở vòng loại World Cup 2022. Từ Indosport tỏ ra ấn tượng với kết quả kể trên của tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trọn vẹn và dễ dàng trong trận khai màn AFF Cup 2020. Họ hoàn thành nhiệm vụ với 2 bàn thắng của Công Phượng và Văn Đức, bên cạnh đó là giữ sạch lưới để đánh bại Lào với tỷ số 2-0. Với thắng lợi này, tuyển Việt Nam đã gửi đi tín hiệu nguy hiểm đến Malaysia ở trận đấu tiếp theo. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng đối đầu những chú hổ Malay. Giúp Việt Nam, Malaysia cũng có được 3 điểm trong ngày ra quân. Họ khuất phục Campuchia với tỷ số 3-1. Với tình hình hiện tại, cuộc đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 12 tháng 12 tới sẽ diễn ra vô cùng khó lường. Trong khi đó, tờ Bola tỏ ra lo lắng cho đội nhà ở những vòng đấu sắp tới. Tờ báo Indonesia viết, Malaysia và Việt Nam đều thắng trận với cách biệt không lớn trong ngày ra quân dù chỉ đối đầu các đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều. Điều này khiến Indonesia sẽ thêm phần vất vả trong cuộc đối đầu với Lào và Campuchia sắp tới. 3 điểm trước, Lào giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa tâm lý khi cách mạch 7 trận toàn thua tại vòng loại World Cup 2022. Kể từ trận thua 2-3 trước UAE ở lượt đấu cuối của vòng loại thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã để thua thêm 6 trận đấu trước các đội bóng hàng đầu châu lục có đẳng cấp vượt trội.